cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Nắng nóng căng thẳng thế. Trà xanh không độ được làm với lá trà xanh tự nhiên, giữ nguyên tinh chất EGCG, giúp bạn không lo căng thẳng mệt mỏi. Cùng chọn trà xanh không độ nên không còn lo căng thẳng mệt mỏi. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý như sau. Quảng Nam, hơn 15.200 nhà dân bị ngập, 6 người chết trong lũ. Tập đoàn Điện lực Việt Nam xác nhận có 13 hồ thủy điện đang xả lũ. Thành phố Hồ Chí Minh trời trở lạnh đột ngột, trẻ nhập viện vì bệnh hô hấp tăng đột biến. Thưa quý vị, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Quảng Nam sáng ngày 17 tháng 12 cho biết, đợt lũ những ngày qua đã làm hơn 15.200 căn nhà dân bị ngập, 6 người chết. Tính đến sáng 17 tháng 12, hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn còn cô lập. Mức lũ từ trên báo động 2 đến báo động 3, mưa lớn và lũ quét là 13 nhà dân khu vực Trung Du miền núi ngã đổ, 15.231 ngôi nhà bị ngập sâu. Trong đó 51 hộ phải di dời khẩn cấp. Toàn tỉnh có 531 hecta lúa, 33 hecta mạ, 3.770 hecta hoa màu bị hư hại khá nặng, nhiều diện tích bị mất trắng hoàn toàn. Mưa lũ cũng làm 109 mét kênh mương bị hư hỏng, gây bồi lấp 206 mét khối đất các tuyến kênh, 4 đập bị hư hỏng. Ngoài ra 190 mét đường Hồ Chí Minh bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng, bồi lấp và xói lở 34.000 mét khối quốc lộ 40B, đoạn qua Bắc và Nam Trà My. Bên cạnh đó, 114 hecta nuôi trồng thủy sản bị ngập và 56 hecta tôm bị thiệt hại. Sáng ngày 16 tháng 12, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN công khai tình hình sự cố và xả lũ của các hồ chứa thủy điện thuộc quyền quản lý của tập đoàn này. Theo báo cáo của các đơn vị trực thuộc, EVN xác nhận đang có 13 hồ chứa thủy điện của các đơn vị thuộc EVN đang xả lũ do mưa lớn đã gây lũ trên các lưu vực sông Vu Gia, Thu Bồn, sông Côn Hà Thanh, sông Ba, sông Đồng Nai, sông Sê Rê Bốc. EVN khẳng định trong quá trình vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện, các công ty thủy điện thuộc EVN đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tuân thủ theo các quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa và thực hiện xả điều tiết theo chỉ đạo của các ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương. Trong khi đó, EVN nêu do thời tiết, một số lưới điện phân phối đã bị ảnh hưởng. Tính đến 8 giờ ngày 16 tháng 12 năm 2016, tại Quảng Nam và Phú Yên có dưới 10 trạm biến áp tạm dừng hoạt động. Riêng tỉnh Khánh Hòa, khu vực thành phố Nha Trang nước lên cao nên điện lực đã phải cắt điện một số nhánh rẽ đường dây điện trung thế để đảm bảo an toàn. Thưa quý vị, do mưa lớn và gió kéo dài nhiều ngày, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 17 tháng 12 trên đoạn đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Lạt, một cây thông cổ thụ đã bị bật gốc ngã chắn ngang đường. Cây thông bị bật gốc có đường kính gốc hơn 1 mét, cao hơn 20 mét. Thời điểm này, hai xe máy do tránh cây đổ đã xảy ra va chạm, nhưng rất may là chỉ xây sát nhẹ, giao thông bị ùn tắc. Cùng thời điểm đó, tại đường Hồ Tùng Mậu, thành phố Đà Lạt, một cây thông cổ thụ có đường kính hơn 1 mét đã bị bật gốc đổ chắn ngang đường. Cây thông bị đổ đã kéo sập một cây cột điện và cột đèn chiếu sáng. Toàn bộ hệ thống dây điện, cáp viễn thông, cáp truyền hình tại đây bị đứt, giao thông tê liệt hoàn toàn. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng phân luồng giao thông, tiến hành dọn dẹp hiện trường, khắc phục sự cố. Rất may vào thời điểm trên, do không có người lưu thông trên đoạn đường này nên không gây thiệt hại về người. Bắt đầu từ tháng 12 cho đến tháng 2 hàng năm là thời điểm bệnh quai bị phát triển mạnh, có thể thành dịch. Trong nhiều tuần qua tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh phía Nam đã ghi nhận số lượng lớn các ca mắc quai bị, trong đó có nhiều ca biến chứng nặng. Bệnh quai bị là một trong những bệnh lây truyền với mức lây lan khá mạnh, nhất là trong môi trường nhà trẻ và trường học. Nếu không có miễn dịch rất dễ lây lan hàng loạt như trường hợp ở trường tiểu học Tân Xuân, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đã có 25 học sinh mắc bệnh quai bị. Tại tỉnh Bình Phước cũng đã xuất hiện ca chùm mắc quai bị tại trường học với 11 em cùng lớp bị mắc. Thông thường với trẻ mắc quai bị có thể tự điều trị ở nhà. Tuy nhiên nếu xuất hiện các hiện tượng như sưng to bộ phận sinh dục, nhức đầu, ói mửa, sốt cao thì cần nhanh chóng đưa trẻ vào bệnh viện. Nếu không điều trị sốt kịp thời, rất có thể trẻ sẽ gặp các biến chứng như viêm buồng trứng, viêm màng não và nguy hiểm nhất là viêm tinh hoàn. Tuy nhiên, theo các bác sĩ thì không phải ca mắc quai bị và viêm tinh hoàn nào cũng dẫn đến vô sinh. Cái bệnh này nó có thể có một vài cái biến chứng, mà cái biến chứng người ta hay đồn mà lo lắng á, đó là biến chứng vô sinh, nhưng mà thật sự đó không phải như vậy. Không phải tất cả em bé bị quai bị đều liên quan tới vô sinh cả. Hiện tượng vô sinh mà do quai bị chỉ xảy ra, thứ nhất á, là phải có biến chứng viêm tinh hoàn. Mà cái biến chứng viêm tinh hoàn này chắc chắn là mình vẫn có thể biết được. Đó là nó sưng to đỏ vùng tinh hoàn thì ai cũng có thể nhận biết được, tại nó đau lắm.
Thứ hai là nó phải sưng cái tinh hoàn, biến chứng nó ở hai bên luôn. Và cái thứ ba là mình không điều trị nó teo đi thì nó mới ảnh hưởng tới vô sinh. Theo các bác sĩ, bệnh nhân mắc quai bị cần được hạn chế tiếp xúc, thường xuyên đeo khẩu trang, cần nghỉ ngơi tại chỗ, hạn chế vận động. Và quan trọng nhất vẫn là không nên dùng đắp các loại thuốc dân gian vì rất dễ khiến tuyến mang tai bị viêm nặng hơn. Có thể tiêm vaccine quai bị đủ 2 mũi cho những người sống tại ổ dịch, đặc biệt là trẻ em và người vị thành niên. Thưa quý vị, sáng ngày 17 tháng 12, một nhóm nghệ sĩ đường phố đến từ Đức, Tép Đát, đã lần đầu tiên biểu diễn trước khán giả thành phố Hồ Chí Minh, môn nghệ thuật từ những mẫu bàn kèo quen thuộc trong cuộc sống, mang đến sự thích thú cho người xem. Băng keo là một chất liệu khá đặc biệt, nó có thể tạo nên một đường thẳng, đường cong với những đường cắt rất gọn gây hiệu ứng mạnh. Kích thước to nhỏ của băng keo lại tạo nên hiệu ứng đậm nhạt trên tác phẩm. Lựa chọn hình ảnh những sợi dây điện chằng chịt nhau lấy tưởng cho sáng tác của nhóm. Nhóm nghệ sĩ đã thật sự gây bất ngờ cho người xem. Những tác phẩm nghệ thuật của nhóm rất đa dạng về phong cách. Nó có thể là những tác phẩm phức hợp và đa sắc, những bức tranh tường đen tối theo trường phái tối giản đến những cấu trúc trừu tượng. Chúng tôi chỉ mong muốn góp phần mang đến sự sáng tạo ở một tầm khác, đó là kỹ thuật hóa vật liệu đơn giản lên cấp bậc cao hơn. Một cái sản phẩm rất là gần gũi trong cuộc sống bình thường mà có thể tạo nên nhiều cái tác phẩm nghệ thuật rất là ấn tượng như thế này. Trên thế giới, những tác phẩm từ băng keo có thể được nhìn thấy ở nhiều nơi, đặc biệt là các tòa nhà hay phòng triển lãm. Gần đây nhất, nhóm nghệ sĩ Tadathat đã thực hiện những dự án từ loại hình nghệ thuật này tại Ai Cập, Tây Ban Nha, Qatar, Hungary, Campuchia và Anh. Thưa quý vị, những tác phẩm mô hình độc đáo của anh chàng chuyên chạy xe ba gác được mọi người trầm trồ khen ngợi đã đưa vào trưng bày nhân dịp Noel tại khu xóm đạo họ Mông Triệu trên con đường Chấn Hưng, phường 6, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Các mô hình được anh Phạm Hồng Hiệp thực hiện là mô hình tòa thánh Sabatric, cầu Mỹ Thuận, tất cả được anh thực hiện bằng vật liệu mút xốp. Khi trưng bày, các mô hình kiến trúc này được lồng vào đèn LED, làm cho các tác phẩm thêm phần lộng lẫy giữa khung cảnh Giáng sinh cận kề. Làm những con lừa, con chiên thì anh hàn bằng sắt, rồi đắp xi măng lên thành con chiên, con bò. Bên cạnh những vật liệu làm bằng mút xốp, anh Hiệp còn làm thêm những mô hình bằng các hàn sắt, những hình ảnh con thú và ông già Noel khổng lồ. Tất cả các tác phẩm của anh được mọi người trong khu vực rất tò mò, thích thú. Sự thu hút chú ý của nhiều người đi đường đến chụp ảnh, lưu giữ những kỷ niệm bên những tác phẩm độc nhất vô nhị này. Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Thưa quý vị, kẻ gây ra thảm án giết chết 4 bà cháu ở tỉnh Quảng Ninh gây chấn động dư luận hồi tháng 9 vừa qua, hôm qua đã bị tuyên án tử hình. Sáng 16 tháng 12, sau 4 giờ xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên Doãn Trung Dũng, 45 tuổi, ở phường Trương Dương, thành phố Uông Bí, tử hình về tội giết người, tử hình về tội cướp tài sản. Tổng hợp chung hình phạt bị cáo này lĩnh án tử hình. Theo cáo trạng, tối 23 tháng 9, Dũng mang dao đến nhà chị Thanh ở phường Phương Nam, cùng thành phố dây tiền. Tại đây, Dũng đã sát hại 4 bà cháu bà Hát. Sau khi gây án, hung thủ cướp trang sức trên người nạn nhân, mang đi bán được gần 7 triệu đồng, sau đó bỏ trốn. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận thấy Doãn Trung Dũng gây tội ác xuất phát từ mục đích cá nhân, có tính toán, bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vào lúc 10 giờ 30 phút trưa ngày 16 tháng 12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với đồn công an Nà Ớt, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã bắt quả tang một đối tượng thu giữ số lượng lớn nhựa thuốc phiện và heroin. Đối tượng bị bắt là Sông A Tỷ, tên gọi khác là Sông Bả Tỷ. Lực lượng công an đã lập biên bản thu giữ tại chỗ gần 3 kg nhựa thuốc phiện, 49,81 gram heroin và một điện thoại di động cùng một số vật chứng liên quan khác. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người đàn ông không rõ danh tính từ bến xe huyện Sông Mã đến thành phố Sơn La với tiền công 3 triệu đồng. Khi đang vận chuyển hàng đến khu vực bản Nà Ớt, xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Phần cuối của chương trình là tiểu mục vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, những ngày qua thời tiết chuyển lạnh đột ngột kèm theo mưa nhiều dẫn đến tình trạng bệnh nhi nhập viện vì các bệnh hô hấp tăng cao. Tại Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh, chỉ tính riêng khoa hô hấp đã có khoảng 350 bệnh nhi nội trú. Ghi nhận tại khoa hô hấp Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh, hầu hết các giường bệnh đều kín trẻ. Một số bệnh nhi không có chỗ phải nằm dọc hành lang vì bệnh viện không thể ghép thêm giường. Trẻ tới khám và nhập viện chủ yếu vì các bệnh lý như viêm tiểu phế quản, hen suyễn, viêm họng, viêm phổi. Các bác sĩ cho rằng nguyên nhân khiến trẻ em bị bệnh hô hấp tăng cao đột ngột là do ảnh hưởng của bão áp thấp, trời đột ngột trở lạnh. Chúng ta biết rằng khi thời tiết giao mùa như thế này, đặc biệt là khi trời trở lạnh với những cơn mưa trái mùa, không khí lạnh, đây là điều kiện vô cùng thuận lợi để các mầm bệnh như virus, vi khuẩn phát triển sinh sôi nảy nở. Trong khi đó thì cái sức đề kháng của cháu thì không kịp
để mà thích nghi không kịp đáp ứng với những điều kiện thay đổi của thời tiết, có phần đôi khi nó quá khắc nghiệt. Các bác sĩ dự đoán với thời tiết hiện nay, lượng trẻ mắc bệnh hô hấp sẽ còn tăng cao. Đề phòng tránh bệnh hô hấp cho trẻ, phụ huynh cần giữ ấm phần cổ, ngực của trẻ, không nên cho trẻ uống nước đá, đồ uống lạnh. Các bác sĩ cũng cho rằng phụ huynh không cần đưa trẻ đến viện khi chỉ ho cảm thông thường, bởi trẻ có thể tự khỏi được khi chăm sóc đúng cách, nghỉ ngơi hợp lý. Việc đưa trẻ đi khám chữa bệnh có thể mất nhiều thời gian. Đồng thời trẻ đang bệnh, sức đề kháng kém, cũng dễ nhiễm thêm mầm bệnh từ những trẻ bệnh khác. Tuy nhiên, phụ huynh cũng cần lưu ý nếu trẻ có dấu hiệu bệnh trở lại như sốt ly bì, ho nhiều, thở lõm phù ức và hai bên mạng sườn thì cần nhập viện để điều trị kịp thời. Quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai. Cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Nước tăng lực number one cho bạn cuộn trào sảng khoái với vitamin, taurin và inositol giúp bật tung năng lượng để sẵn sàng đương đầu mọi thử thách. Hãy uống number one cho bạn thanh cuộn trào sảng khoái, bật tung năng lượng. Phú Yên sạt lở gây ách tắc giao thông nhiều giờ trên đèo cả. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh họp khẩn để tìm ra nguyên nhân vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng khiến 6 người tử vong. Báo động tình trạng bạo lực trẻ em ngày một diễn biến phức tạp.